Vâng, em xin chào quý vị. Nên em tiếp tục lên cho quý vị ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái sản phẩm để các quý vị là chúng ta 9 sản phẩm để cho quý vị là chúng ta là lựa chọn về sử dụng theo nhu cầu của chúng ta nhé. Đấy. Thì ở đây đầu tiên là một cái con đẩy. Đẩy này đẩy của Ariang nhé. Ariang có mã là BA2900, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Trung Quốc. Đấy. Đấy. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Trung Quốc do công ty Ariang nhập khẩu về. Đấy. Đấy, con này thì có model là 2900 này. Đấy. Công suất tổng của nó là 2700 với công suất output power là 900 cộng 900 ở 8 ohm nhá. Đấy, và trọng lượng là 17 cân. Đấy. Này. Hàng nguyên đai nguyên kiện về từ bên kia luôn. Đấy. Ariang thì nó là hàng chính hãng nên là về cái chất lượng linh kiện nó làm rất là tốt. Đấy, và công suất của nó là 2.900, là 900 móc một kênh thì là rất là khỏe đúng không ạ? Rất là khỏe để mà kéo một đôi bát 40 rất là ok nhá. Đấy, thì đây là hàng nguyên đai nguyên kiện thì là đấy em quay lên đây cho quý vị xem, cho quý vị biết là ở nhà cũng đang có những con đẩy công suất lớn để phục vụ các anh, và những con này tầm giá cũng rất là vừa phải thôi. Đấy. Như một con đẩy hai kênh mỗi kênh 900W như thế này thì giá của nó nếu giá hãng của nó là khoảng 12 triệu. Đấy, 12 triệu. Còn đâu là giá của đại lý thì nó bên em được chiết khấu cũng giá cũng khá tốt. Đấy, nên là quý vị nào ai có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em sớm, cho số điện thoại là 0979891682 để đặt hàng nhé, hoặc là 0966594581. Thế những con này thì chắc là nó khoảng tầm như nhà em bán chắc là khoảng tầm trên dưới 9 triệu gì đấy nhá. Còn đâu là giá hãng nó khoảng 12 triệu. Đấy nhá. Này, PA 2009 này. Đấy, tiếp theo ở đây là một cái đôi V77 nhá. Này. Đấy, cũng chưa rồi em tranh thủ lên nhanh cho quý vị một chút xíu. Này, Onkyo V77 nhá. Thế còn quý vị nào cần thì có thể chiều em sẽ test chất âm cho quý vị sau. Đấy. Onkyo V77 nhá. Đấy. Đấy. Đôi này hàng còn rất là đẹp. Trong loa nó có phần tần các thứ đầy đủ, và em đã có những clip em mổ máy cho các anh xem rồi. Nên là chắc là em cũng không quay cái đấy nữa. V7 nhá. Hàng còn rất đẹp, mượt. Con này nghe nhạc vàng rất là tuyệt vời, rất là hay. Đấy. Hoặc là nhiều anh có thể là về làm loa chợ nơi cũng rất là tuột, cũng rất là tuyệt vời nhá. Còn tất nhiên là làm loa chợ nơi thì nên gắn thêm cái bóng chống cháy nhá, thì để cho nó đỡ bị cháy loa trong quá trình mình hát karaoke. Đấy, cái này chỉ là phòng trừ thêm thôi, còn bản thân nó có phân tần thì nói chung là để mà cháy được loa thì cũng khá khó. Đấy. V7 nhá, Onkyo V7. Được chưa? Đấy. Onkyo V7 nhá. Đấy, 1.190.000 này. Đấy, tiếp ở đây là một cái con vang của DB Acoustic nhá. DB Acoustic mã là KM30 Pro. Đấy. Dòng vang cơ nai số. Đấy. Con này là hàng chính hãng của DB Acoustic luôn, và em cam kết đây là hàng chính hãng nhé. Nếu không phải hàng chính hãng em đền có vị cấp 10 lần tiền. KM30 Pro đây. Tem của công ty San đây, kem cái mặt bài điện tử đây. Nhá. Hàng con này thì là hàng mới 100%, còn nguyên thùng xốp nhé. Con này thì là DB KM30 Pro. Đấy. Nhá. Con này thì là nó còn duy nhất một chiếc nữa ở trong lô thì em bán nốt nhé. Vâng. Cái lô vừa rồi thì em bán nó hết rồi. Đấy, thì giá của bọn này thường là khoảng 3 triệu 2, 3 triệu 4. Đấy nha, thì con này thôi em còn một con cuối cùng em bán với giá là đi 2 triệu 650 nghìn nhé. Bán xả cho anh em. Để chúng ta đấy thì liên hệ cho bên em nhé. 2 triệu 650 nghìn đồng. Đấy. Cái phụ kiện của nó sẽ gồm có là một vít chỉnh vang này, và một cái dây nguồn nữa. Cái dây nguồn đây, cái dây nguồn em đang mượn tạm để em dùng nên là em mang để ở ngoài nhé. Em vừa mới cắm thử cái đồ nên em mới bỏ ra. Đây, phụ kiện nó sẽ có những cái thế nhé, là một dây nguồn và một là vít chỉnh vang này, và một là con vang này, cộng thêm với một cái anten để bắt Bluetooth, nó gắn sẵn đằng sau rồi.
Đấy. KM30 Pro bản này là bản màu đen. Đấy, bản màu đen nhá. Mặt mũi nó còn rất sáng sủa. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Thì con này thì là KM30 Pro này nhá, đấy, giá là 2.650.000 nhá. Quý vị nào mua liên hệ cho bên em nhá. Đấy. 2.650.000. Vâng. Ok. Đấy. Tiếp ở dưới đây là một cái con vang này thì là dòng vang cơ đai số nên là tiếng rất là hay các anh ạ. Đấy, đi vào rất là sáng, rõ. Đấy, nghe rất là tuyệt luôn. Đấy nhá. Hàng công nghệ của Mỹ và được sản xuất Trung Quốc nhá. Tiếp ở đây là một con âm ly của Jaguar Suzong. Đấy. Con này là con Pro 1506 KM. Đấy, Pro 1506 KM hàng hàng mới 100% của hãng nhé. Đẹp hộp này, có tem cho con su rong này. À, con 1506 KM này thì nó là cái lô về trước đấy của Jaguar su rong đấy. Do công ty của mình nhập khẩu nên nó là cái tem trắng như này nhá. Đấy. Còn các cái đợt về sau, các cái mã sau này, các cái mã như là 203 Go Luxury hay là 203 BT là các cái mã mới về sau thì nó lại là tem vàng nhé. Thì là với những phiên bản 1506 KM này thì là phiên bản giá trước thì nó sẽ là tem trắng các anh nhé, lưu ý cho em. Đấy. Đấy, 1506 KM này, đây là con âm ly hai kênh nhá, âm ly hai kênh đây. À, âm ly 4 kênh nhé, này 1, 2, 3, 4. Em hay nói hai kênh ý ở em ở đây là nó có thể kéo hai đôi loa ấy, thì em hơi gọi là âm ly hai kênh. Đấy, vì nó có hai tầng chỉnh mà. Còn nếu mà chính xác ra thì nó phải là 4 kênh, tức là 1, 2, 3, 4 để có thể kéo được 4 đôi loa, được chưa? Đấy, nhá. À. Đây hàng nhập khẩu lúc nào cũng sẽ có Made in Korea ghi ở trên đây, cộng thêm cái mã vạch sản phẩm. Đấy. À, đây có công suất này, công suất tối đa của nó là 980W đấy nhá. Power console consumption gì đấy, tổng công suất là 980W nhá. Đấy, Pro 1506 KM. À, dòng hàng nhập khẩu này thì nó là mã mẫu mà nó có tích hợp thêm cổng cắm Bluetooth ở đây, mình có thể là cắm USB ở đây, mình có thể cắm USB ở đây để mình phát nhạc USB ra. Đấy, và đây các anh nhìn này, phần này là con này là echo của nó là echo có reverb này. Echo có reverb được nâng cấp từ cái bản 506N lên. 506N lên nhá. 1506 KM âm ly hai kênh đây các anh nhìn này. Đây. Em hay gọi là hai kênh bởi vì nó có hai tầng chỉnh riêng biệt. Âm ly hai tầng đúng không, là hai kênh. Âm ly hai tầng chỉnh, một tầng chỉnh cho music 1 2, một tầng chỉnh cho music 3 4, tương ứng với một đôi loa A và một đôi loa B ở đây. Mình sẽ chạy xong một lúc và con này có thể ghép được hai đôi loa bass 25 nhá. Đấy, hàng nhập khẩu chính hãng thì các anh nhìn này. Tem cô dòng dòng đây, nhưng mình khi mình soi gần nó sẽ có ok hiện lên này. Đấy nhá. Đấy. Ok chưa? Pro 1506 KM nhá. Thế thì con Pro 1506 KM này bây giờ giá của nó là đi 6.190.000. Thì bác nào mua thì hãy liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0966594581 nhé. Hoặc là 0979891682. Vâng. Đấy nhá, thì đấy là con Pro 1506 KM này. Đấy. Lát em sẽ ghép nó với con loa kia để em thử nhạc cho các anh nhá. Còn bây giờ em tiếp tục test này con này lên. Đấy, con này là con Panasonic CS550 nhá. Đấy, con này hàng về thì tình trạng là còn đẹp. Đấy. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Đấy. Còn đẹp. Đây, ở đây thì cái loa chung này không biết là nó làm vẫn bên Nhật nó làm cái trò gì ở đây. Chả biết nó nhỏ cái gì đen đen vào đây, chả biết nó bôi cái gì vào đây, nghịch phá cái gì, có cái đen đen ở đây nhá. Đấy. Đấy, có cái chả biết nó là cái gì. Đấy. Sợ cái đen đen ở đây. Đấy. Đấy. Còn ok, còn mọi thứ khác nó ok này.
bát màng carbon gân vải nhé. Đấy. Đấy. Con này thì hạ cái cửa xuống em ơi, nắng nó chiếu vào khói quá. Cứ bị chờ tí nha, cái bên kia ánh nắng chiếu vào nên là đôi khi nhìn nó rất là bị ấy, hắt sáng. Đấy. Nữa đi. Đấy. Đây, các anh nhìn này, đấy nhá. Cứ hạ hẳn luôn đi. Chói đấy cậu. Chói lắm. Em hẳn đứng cho khách xem cho nó rõ. Ánh nắng nó chiếu từ ngoài mà không thể nào nhìn được. Ok nhá, đấy. Đấy. Con này thì là đây, nó có cái đèn nước dâng ở trên phần equalizer nhìn rất là đẹp, với nhiều các cái chế độ chỉnh EQ khác nhau. Đấy, bậc anh có thể là lựa chọn trên đây nhá. EQ mode này. Em không nghe ngoài kia. Trời đông đã lên. Bao lớn người đi. Đầu mây chân gió. Ở đây nó có chế độ chỉnh nhé. Các cái chế độ đèn nháy này rất tuyệt vời nhé. Nhá, đấy, EQ mode để có thể chỉnh các chế độ nghe nhạc. Rồi các chế độ space mode, tức là để dùng cho các phòng khác nhau, được chưa? Đấy. Rồi ở đây có cái chế độ V bass on để có thể là tăng bass lên, được chưa? Rồi con này về thì em test CD để em đang đây CD không đọc nhá. Này. Cái bọn là dàn chung này thường thì là nó đời nó cổ rồi. Này, cũng em cũng xin nói rõ luôn, nó thẳng luôn là những cái này thường đời nó cổ rồi. CD nó lâu ngày thì thường là đến 90% mà nó về nó hay bị cái tình trạng là mắt không đọc đĩa, hoặc là mắt nó về đọc nhưng nó đọc rất là kén đĩa. Nên thôi em bán con này em cũng nói rõ luôn là CD không đọc. Các anh về thích sửa CD hay thích làm gì các anh tự làm, còn em không can thiệp vào cái CD này nhá. Và giá của con này là em bán là bán để về các anh cắm điện thoại máy tính nghe nhạc thôi. Đấy, còn đâu là cái các chức năng khác thì anh em không bao chạy nhá. Em chỉ bán về chức năng cắm thể nghe nhạc. Đấy, còn đâu là cassette vẫn lên đèn này. Đấy nhá. Cassette vẫn lên đèn này, CD nó vẫn ra vào được nhưng mà không đọc đĩa nhá. Đấy. Còn đây là loa bên tay trái này. Mặt mũi của dàn này các anh nhìn đẹp nhá. Đúng chưa? Đẹp này. Mặt mũi của loa này. Góc cạnh loa này. Đấy nhá. Góc cạnh loa đẹp này. Đúng chưa? Đây sườn các cái dàn này. Dàn 4 thớt. Đấy. Dàn chung 4 thớt nhá. Đấy. Này đằng sau đây. Các anh cắm vào đường Wix in nhá để kết nối điện thoại, máy tính. Đấy. Chưa? Thì con CS 550 này nhá. Đấy, như các anh thấy là ở đây là em đang test ở tiếng nhạc vấn đề này. Trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng trọn sống cho đời và cho đôi lứa đẹp ước mơ. Đấy nhá, thì bộ Panasonic CS 550 này thì đấy nhá, thì bộ này là 3.500.000 nhá. Đấy, bác nào mua thì liên hệ cho bên em. Đấy, đèn nước dâng thì quá đẹp luôn rồi. Đấy. Đấy nhá, những bộ này bình thường ra nó khoảng 4.500.000 ấy, 4.200.000 đấy. Nhưng mà đấy nó về bên kia nó có tí tí kìa. Đấy thôi, mấy cả CD nó không đọc bán 3.500.000 nhá. Xong. Ok. Tiếp bây giờ em lại xuống dưới cái bộ cái đôi loa Kenwood ở phía dưới này nhá. Đấy, Kenwood này. Đôi Kenwood, đôi Kenwood này thì đôi Kenwood này thì là đôi Kenwood DG1 nha các anh nhá. Đây loa của dàn đại, loa dàn đại này. Đây căng về còn đẹp này. Này, AK còn đẹp nhá.
ngày càng còn đẹp, mặt loa còn đẹp, anh nhìn nhá, các cái mặt nhôm phay các thứ này tuyệt vời luôn đúng không? Loa thì có chiều ngang khoảng đôi 27 cm, chiều sâu khoảng 21 cm, chiều cao đôi 4 quên lại ăn cắp 4 khoảng 44-45 cm đấy nhá. Kiềng kia còn rất là bóng đẹp đấy. Loa của Kenwood này, công suất 80W nhá, trở kháng là 6 ohm, giải tần đáp ứng ở đây là 45-20 Hz. Đường kính bát em đo hết được bên ngoài, bên ngoài là 20 cm nhé, còn nếu đo cả bên ngoài là 22 nhé. Đây, nói bên tay trái đây. Đấy, phải đây nhé. Đấy, hàng đẹp nhé. Con DG1 này thì giá của nó là đi 2,2 triệu nhé. Bác nào mua thì là liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhé. Vâng. Đấy. Tiếp ở đây là một đôi một con âm ly của Bioner. Con này là con Bioner SA910 nhé, SA910. Đấy. Loa âm ly là vỏ gỗ, mặt nhôm phai rất đẹp như này. Bây giờ em sẽ bật điện con này lên em thử chất âm canh luôn. Vì em đang đấu nối với con Kenwood này luôn rồi thì em tiện thể em test luôn cả hai con nhá. Em định thử nhà của các bác nhưng mà rất tiếc là cái con âm ly này công suất nó hơi lớn so với cái cục đuổi nguồn của em. Thế em vừa mới cắm vào chơi dại nó nổ cầu chì mất rồi. Nó nổ cầu chì của cái đuổi nguồn đấy chứ không phải nổ cầu chì con này đâu nhá. Nổ cầu chì đuổi nguồn mất rồi nên em không test được luôn. Thôi thì em cứ quay cái ngoại hình cho các bác nhá. Đấy nha, em cứ quay hình cho các bác. Đây còn đâu là em quay hình cho các bác trước nha, còn đâu là thôi cứ hẹn các bác một dịp khác em test sau vậy. Bây giờ em còn nhiều việc lắm, bây giờ này đi lấy cái đuổi nguồn khác rồi nó mất thời gian lắm. Này, cái đuổi nguồn em dùng cái đuổi nguồn nhỏ nhỏ cho cái bọn dàn mini ấy nhưng mà em quên bén mất. Này, em cắm vào nó nổ sơ câu chì rồi. Này, âm ly còn đẹp luôn đấy các anh nhé. Âm ly còn đẹp luôn. Công suất của con này là đi 152W điện 100V đấy các anh nhé. Dòng Bioner này thì là nó là dòng xuất âm tụ, tiếng rất là hay. Đấy. Tiếng rất là hay, ghép các con loa cổ tuyệt vời luôn. Ngoài các con loa cổ thì rất là tuyệt vời nha các anh nhá. Đấy. Rất là tuyệt vời. Đấy. Tiếng ra rất là ngọt ngào, sắc nét. Bát chép của nó rất là mềm và sâu. Đấy. Mặt mũi của nó con âm đi đây. Đấy. Mặt sau em vừa quay rồi. Vỏ phía đây nhá. Đấy thì con này là con SA910 của Bioner nhá, thì giá của nó cũng vừa về được vài bữa rồi, em cũng quên chưa xem sổ, cũng chưa hỏi anh Đức xem giá bao nhiêu. Đấy, nhưng mà hình như đợt trước nó về giá là khoảng hơn 7 triệu gì đấy. Thì đấy, các anh ai muốn tập mua con này thì hãy liên hệ cho bên em tổng số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 để đặt hàng nhé. Và anh Đức anh sẽ có cái giá tốt nhất cho các anh nhé. Vâng. Đấy, tiếp theo ở đây thì là một cái con loa full của DMX nhá. Nó full DMX bass 25 của DMX. Đấy. Dòng bass 25 nhá. Đấy. Con này là con DMX KS10 này, ngoại hình của loa đây. Đấy. Hàng bãi nó về thì nói chung góc cạnh nó còn ok. Đấy. Chỉ có điều là hàng bãi ấy mà nó sẽ hơi có một vài vết nó bên kia một tí, nó không tránh 100% các anh ạ. Không tránh 100% nhá. Còn anh nào muốn cho nó đẹp như mới thì về mua cho em xin một nọ sơn đen nhá, các anh xịt lại cho em là nó sẽ đẹp như mới. Còn ở đây này, trên quan điểm bán hàng bãi thì nó như thế nào bán như thế, nên là em sẽ không mông má các cái loại này. Đấy.
Đấy. Loa đẹp nhá. Ý da. Đây con KS10 này thì có công suất RMS 200W này. Trở kháng là 8 ohm. Đấy nhá. Và dạ tần là từ 59 đến 20Hz. 59 đến 20kHz. Đấy. Đấy. D-Max Technology con ở từ đây. Thì con này là công nghệ của Ý nhá, công nghệ của Ý. Đấy. Ok. Thì bây giờ em sẽ đấu con loa này với cái âm ly này. Đấy, để em thử âm ly nhá. Đấy, ok. Đây. Thì đây là chất âm của em ấy nhá, được ghép với cả con Pro 456KM. Đấy. Thì đôi đêm ấy giá của nó là 5,5 triệu nha các bác nhá. Thì đấy là chất âm của cái con vang, chất âm vang vọng cũng như là nhạc của con Pro 456KM. Đấy, và chất âm của con DMX KS10 nhá. Đấy. Thì con đấy mấy KS10 thì giá của nó là 5,5 triệu nhá. Đấy. Thì bác nào mua liên hệ cho bên em nhá. Đấy, ok. Thì đấy là những cái sản phẩm em đưa lên. Thì bác nào mua thì liên hệ cho em số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891662 để đặt hàng nhá. Vâng, em xin chào các anh ạ.